cấm giáo viên dạy thêm, sao bác sĩ được mở phòng khám riêng. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng nay ngày 10 tháng 11, lấy dẫn chứng ngành giáo dục yêu cầu cấm dạy thêm, học thêm để đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đoàn Cà Mau đặt câu hỏi, việc bác sĩ hay nhiều bác sĩ liên kết xây dựng phòng khám riêng có làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh ở bệnh viện công không? Trả lời về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo tổng kết từ các giai đoạn trước, vấn đề hành nghề của bác sĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thu nhập, mức độ hành nghề và uy tín của bác sĩ. Việc bác sĩ được hành nghề lập phòng khám tức là làm việc ngoài giờ sẽ có thêm thu nhập, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn của bác sĩ, không nên phân biệt giữa cơ sở y tế công và tư. Việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là sự kết hợp hài hòa giữa hai lực lượng trên. Do vậy, sự trao đổi và chia sẻ sẽ đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Bộ Y tế cũng có quy định về quản lý thời gian hành nghề, nghiêm cấm việc không hoàn thành công việc ở cơ sở y tế công lập để đưa ra làm ở cơ sở tư nhân. Trước câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đã tranh luận lại. Theo đại biểu Hận, ông không có ý phân biệt cơ sở y tế công tư. Bên cạnh đó, theo các lý do của Bộ trưởng đưa ra thì có hợp lý khi áp dụng với ngành giáo dục không? Vấn đề tôi muốn nói là khi bác sĩ có phòng khám riêng thì có tận tâm với công việc ở bệnh viện công, có lôi kéo bệnh nhân về phòng khám riêng, có ưu tiên các khâu điều trị ở phòng mạch riêng của mình hay không? Liệu như vậy có công bằng với bệnh nhân khác khi điều trị ở bệnh viện hay không? Đại biểu Hận đặt câu hỏi. Tiếp tục trả lời vấn đề đại biểu Hận tranh luận, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, cho đến thời điểm này, chúng ta chưa thấy việc giảm sút năng lực chuyên môn của người được cho phép mở phòng khám riêng khi làm việc trong cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã có chỉ đạo đối với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, quy định giờ cụ thể khi hành nghề.